Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 6 xác nhận cuộc phản công đang diễn ra, đồng thời gửi lời nhắn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10 tháng 6 nói rằng cuộc phản công của nước này chống lại các lực lượng Nga đang diễn ra. Nhưng từ chối cung cấp chi tiết, AFP dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở thủ đô Kiev rằng các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine. Tôi sẽ không nói chi tiết ở giai đoạn nào, một nhà báo đã yêu cầu Tổng thống Zelensky bình luận sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 6 nói rằng Ukraine chắc chắn đã bắt đầu chiến dịch phản công được trông chờ từ lâu, nhưng mọi nỗ lực tiến công đều thất bại và lực lượng của Kiev phải hứng chịu thương vong nặng nề. Tổng thống Zelensky phát biểu: "Thật thú vị khi ông Putin nói về cuộc phản công của chúng tôi. Điều quan trọng là Nga luôn cảm thấy điều này, là họ không cần dù thời gian nữa theo quan điểm của tôi." Tổng thống Zelensky còn nói rằng, ông đã liên lạc hàng ngày với các chỉ huy quân sự Ukraine, bao gồm cả người đứng đầu lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny và mọi người hiện đang tích cực hay nói điều đó với Putin. Đến tối 10 tháng 6, chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Trong nhiều tháng qua, Ukraine đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch tiến hành một cuộc phản công lớn để giành lại những vùng đất do Nga kiểm soát ở phía Nam và phía Đông. Nhưng họ đang thi hành lệnh im lặng nghiêm ngặt và nhiều lần phủ nhận việc họ đã bắt đầu chiến dịch chính vào lúc này, theo Reuters. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Anh ngày 10 tháng 6 cho biết, một số lượng lớn chiến dịch của Ukraine đã diễn ra tại nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam trong 48 giờ trước đó. Lực lượng Ukraine được cho là đã đạt tiến triển tốt và xuyên thủng tuyến phòng thủ thứ nhất của Nga. Tuy nhiên, tại một số khu vực khác, bước tiến của Ukraine tỏ ra chậm hơn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Anh là dấu hiệu mới nhất, người Ý cuộc phản công quy mô lớn được bàn tán lâu nay của Ukraine đã chính thức bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 6 cũng khẳng định Ukraine đã khởi động cuộc phản công nhưng chưa giành được bất cứ mục tiêu nào và chịu thiệt hại nặng. Phía Ukraine đến nay vẫn kính tiếng về chiến dịch nói trên, mặc dù có nhiều thông tin cho rằng chiến sự ác liệt đang diễn ra và các loại thiết giáp của Mỹ và Đức đã lần đầu tiên được nhìn thấy trên chiến trường. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo thanh niên.